Sáng nay ngày 8 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Đa số các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế xã hội, nhanh chóng chuyển hướng công tác phòng chống dịch hiệu quả, qua đó giúp các doanh nghiệp khôi phục, yên tâm sản xuất, giảm bớt tình trạng đứt gãy nguồn cung. Một số ý kiến đề nghị chính phủ tiếp tục thực hiện giải pháp hoàn thiện thể chế, coi đây là một giải pháp quan trọng cần được ưu tiên để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua đã gây nên sự đứt gãy của nền kinh tế, nhất là vấn đề về lao động, việc làm. Một số đại biểu đề nghị chính phủ cần có giải pháp nhằm bảo đảm thị trường việc làm bền vững cho lực lượng lao động. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân để duy trì lại nguồn cung lực lượng lao động an toàn, thì cần tích cực triển khai cả gói hỗ trợ đặc thù, đa dạng hóa các hình thức trợ cấp, mở rộng các chương trình đào tạo hướng nghiệp phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là lao động nữ, lao động có trình độ không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động phi chính thức nhằm ổn định an sinh xã hội, tạo động lực cho người lao động làm việc, góp sức vào quá trình phục hồi phát triển kinh tế. Đối với vấn đề nông nghiệp, đây là vấn đề đã và đang tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức rất lớn, đặc biệt là những tác động của đại dịch COVID-19. Để nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển thật sự vững chắc, bên cạnh sự nỗ lực của bà con nông dân, của chính quyền địa phương, chính phủ cần có giải pháp tổng thể trên tất cả các khía cạnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần có chiến lược tăng cường phối hợp với các bộ ngành liên quan để triển khai xây dựng những mô hình mới, kết nối cung cầu, tăng cường liên kết dùng một cách hiệu quả hơn, xây dựng chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách chính quy, chuyên nghiệp hơn nữa để vừa cung cấp sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ cho người tiêu dùng, vừa nâng niu giá trị sản phẩm Việt. Một số ý kiến cho rằng, chính phủ cần có các gói kích thích kinh tế có liều lượng hợp lý, hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp cải cách để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được các gói hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần siết chặt kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách, chống thất thu nợ động thuế, chuyển giá, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu ngân sách.